Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1 tháng 6 còn gọi là Tết Thiếu nhi hay Tết Nhi đồng là ngày lễ vì trẻ em, vì thế hệ tương lai của loài người tiến bộ, đồng thời cũng là ngày để nhắc nhở mọi người hãy bảo vệ và chăm sóc trẻ em tốt hơn. Nhân dịp Tết Thiếu nhi 1 tháng 6 năm 2012, các đồng chí lãnh đạo huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, các ban, ngành, đoàn thể của các huyện và các xã, thị trấn đã đến thăm và tặng quà chung vui với các cháu thiếu nhi tại các trường mầm non Tân Việt, Tràng An, Đức Chính, Hưng Đạo, Yên Đức, Tràng Lương. Hôm nay là ngày 1 tháng 6, ngày Quốc tế Thiếu nhi. Thay mặt cho người dân, ủy ban nhân dân huyện Đông Triều, các phòng ban ngành, ngành giáo dục đào tạo và phòng hoạt động thông tin xã hội của huyện, xin được gửi lời kính chúc sức khỏe các cô giáo, các bậc phụ huynh học sinh, chúc các cháu, các con chăm ngoan, học giỏi, như là thầy cô, như là bố mẹ học tốt để sau này trở thành công dân có ích cho đất nước và đặc biệt là cho huyện Đông Triều. Tại những nơi đến thăm, sau khi nghe báo cáo về kết quả dạy và học của cô và trò nhà trường, các đồng chí bày tỏ sự vui mừng khi chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục của các nhà trường không ngừng được nâng cao. Ghi nhận và biểu dương thành tích mà các nhà trường đạt được trong thời gian qua, các đồng chí đề nghị tập thể cán bộ giáo viên các nhà trường tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng chăm sóc nuôi dạy trẻ, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục ngay từ bậc học mầm non. Cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục khắc phục khó khăn, dành sự quan tâm chăm lo nhiều hơn, tạo điều kiện tốt nhất để các em được học tập, vui chơi, phát triển toàn diện, trở thành người công dân có ích cho quê hương, đất nước.